Xin chào tất quý chú bác mình ha, tất cả anh chị em bạn bè gần xa ba miền Bắc Trung Nam nha. Hôm nay ngày 30 tháng 11 em lên video bao gồm 27 cái mã hàng như thế này, tất cả đều là hàng carbon, hàng nhập bãi hết trơn nha anh em. Đó, hàng bên em thì luôn luôn là phí ship là 30.000 cho một sản phẩm, hàng ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền nha, quý anh em không phải mất thêm một khoản phí nào hết. Đó là phần hỗ trợ, thiếu bao nhiêu sẽ bù vô, chỉ mặc định là 30.000 thôi. Hai đơn sẽ được bao ship, còn một đơn là phải 30.000 phí ship. Chốt đơn thì quý anh em mình vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha, 1920 35, em tin nghiệp, em không chốt đơn trên lượng YouTube và cũng không phản hồi trên YouTube luôn nha, thì mong thông cảm giùm em. Đó rồi, không mất thời gian nhiều nha, hôm 27 mã hàng cũng hơi nhiều, em lên hơi nhanh nha. Đó, cái cần đầu tiên em gửi đến em mình, cái cần hai khúc dây trong nha nè, cái cần này carbon có dính dơ dính bụi rồi nè, hai khúc carbon dây trong bắt máy Fuji nha em, fan Fuji cứng 10 và 2m1 nha. Nó có dính dơ dính bụi nè, mấy nay em lười quá, cần về nó dơ quá dơ, em không có lau chùi, hàng em về nhiều nên không có lau chùi làm biếng lắm, em bóc ra nhiêm lên luôn nè, nóng bụi dính dơ khá là nhiều nha. Cây này mã số 1 em bán với anh em mình giá là 300.000, cân nặng của mình là 125g, ngọn 2 ly. Cây này mã số 1 300. Tiếp theo lên anh em mã số 2 là cái cần hai chi hai khúc nha anh em. Cần hai chi hai khúc, cây này hàng Ruby nó cũng vậy nè, dính dơ dính băng keo khá nhiều nha. Cây này anh em lau chùi sẽ đẹp. Cây này 30 cứng 30 và 1m8 nha. Bắt máy Fuji toàn bộ, fan Fuji hết. Và 1m8 đây. Power Action. Đó, cây này anh em lau lại sẽ sạch lắm nha anh em, lau sạch sẽ mới nha. Cây này thì nó chỉ dính dơ thôi. Dính dơ dính bụi thôi, chạy xước cũng ít. Đó, cây này anh em tút là đẹp lắm. Nha. Cứng 30, 1m8. Cân nặng của mình là 148g, 148g, ngọn là 1,5 ly. Cây này mã số 2 em bán giá 400. Đó, bán giá tụt quần cho anh em mình chơi luôn. Tiếp tục lên như anh em mình, cần luôn mới đứng nha. Cây này mới gần như chưa sử dụng nè. Nó có tay cầm cán gỗ bằng con bọc màng cua chưa bung này ha, carbon sáng gân nè, thấy chưa. Đó, cây này hãng của anh Fakin Suyumi, anh Fakin nè, dài 5m68 và 1m68 nha, 5 feet 6 là 1m68, size L. Đó, fan là fan Fuji nha em, fan Fuji cần rất mới và đặt bon xoắn nha. Đó, cần lua mới đứng hai khúc, giá rẻ bèo nghèo luôn. Cân nặng của mình là 91g, cân nặng của ngọn của mình là 1,7 ly. Cây này mã số 3 em bán giá 400 rồi nha em, mã số 3 400. Tiếp tục lên như em mình, còn súp carbon nha nè, cây này súp nội địa. Nó có tay cầm, nó có quấn cái một cái gọi là cái gì ta, miếng da nè, miếng da tay cầm rất là êm nha. Họ bắt máy Fuji tem vàng. Cái này dài 4m2 anh em, nó cứng phải tương đương 27 nha. Nó dài 4m2 cứng tương đương 27 nha. Đây, phen gấp, phen Fuji thì nó có một phen hư nha anh em. Nè, nó có một cái phen này bị hư nha. Đó. Còn bộ phen Fuji có một phen nó bị nứt chân. Đây carbon sắn nha. Có chạy xước sờn xước rồi nha, tổng thể vẫn còn được. Nè, tổng thể vẫn còn ngon nha anh em. Đây, ngọn carbon sắn đầu ngọn sơn trắng dạ quang đây. Đó, nó cứng phải tương đương 27, 4m2 nha, súp carbon. Cân nặng của mình 505g. 505g nha, nhọn 2,8 ly. Cây này mã số 4 em bán giá 500 nha. Bên em mà giá bên em bán mà em mua không được thì em bó tay luôn á. 500.000 cây súp. Nói thật nha, mấy cây súp em trộn vô lô em giao là 700.000 một cây, không rẻ đâu. Chỉ có em mới rảnh em ngồi bán lẻ 500.000 cây. Với anh em mình chơi. Nó tại vì nói chung giao lô rồi có này có nọ có kia, rồi nó chung quy nó vẫn là 700.000 một cây là như vậy nha. Tiếp tục lên như này, xuất lỡ 36 ES nè, ES là cứng 25 nha, 25 36 xuất lỡ như nè, Black Spin, cây này hàng của thằng Olympic, tem nội địa đây. Nó có chạy xước bên ngoài nha nè, chạy xước bông nước sơn bên ngoài nè, cây này hàng Olympic nha, hàng carbon bắt mát Fuji, hàng Fuji nha, có sờn xước bên ngoài nè. Nó fan Fuji. Cây này quen đẹp không lỗi nha. Phôi trong còn khá đẹp nè. Mặc dù có chạy xước nhưng mà còn khá là đẹp. 25-36 xuất lỡ nha nè. Cân nặng của mình là 245g. Ngọn của mình là ngọn cây này ngọn 2,4 ly, 2,5 ly nha. Cây này mã số 5 em bán giá 500 nha. Đó. Cái này ai bán cho anh em mình 500.000 đi chơi. Mã số 5 giá 500 nha. Tiếp tục lên cho anh em mình, cần lua đứng 2 khúc nha anh em.
Thì cây này nó hơi cũ và nó hơi dơ nha anh em, về anh em chịu khó rửa lại, rửa xà bông lại, xà bông nha, bắt máy nè. Đó, cây này hàng của Suzumi, cây này phôi tốt luôn nha anh em. Nè, cái phôi cây này hơi xấu nhưng mà được cái chất lượng nha. Cần lua 2 khúc 2m7 nè, hãng của Suzumi nè. Đó, nó dài 9 feet 2m7, lua từ 7 đến 21 gram, tải cá từ 8 đến 20 là bao nha, quen được fan Fuji. Thì nói chung anh em nào mà kiếm một cây quýnh nhái sống thì cây này được, quýnh ngon. Đó, phôi thì phôi không đẹp như nè, nhưng mà chất lượng là ngon lành nha. Phôi cây này em đã dùng thử rồi, phôi nó tốt lắm. Phôi nó tịch. Đó, nói chung cây này nó hơi cũ và nó hơi xấu nha. Nó tình trạng như vậy. Lua 2m7 nha. Cân nặng của mình là 200 g. 200 g nha, cây này ngọn của mình ngọn 2 ly rưỡi. 2 ly 4, 2 ly rưỡi nha, cây này mã số 6 em bán giá 700 nha anh em. Mã số 6 giá 700, tiếp tục lên cho anh em mình cứ cần dây trong 2 khúc nha, cây này thì đẹp, mới chắc. Order Boyson hãng con Suzumi nè, bắt máy bản special đặc biệt luôn. Nó lóc máy, bắt máy Fuji nha anh em. Fuji của hãng, phiên bản đặc biệt. Cứng 80 2m4 nha anh em, cứng 80 lận. Cứng 80 rất cứng nha, 2m4. Đó, cần thì rất đẹp nha, rất đẹp và rất mới nữa. À, thiết kế từ bắt máy tay cầm đến cái cán nào này. Rất là xịn nha nè, hai khúc dây trồng cứng 80 2m4 nha. Rồi, cây này cân nặng của mình là 370 g. 370 g, ngọn của mình là ngọn nó 3 ly. Cây này mã số 7 em bán giá 500 nha nè. 500.000 cho mã số 7. Tiếp tục lên cho anh em mình cần hai khúc nha nè. Daiwa Bowermet nè, dòng Honorlock Bowermet nha, hàng cao cấp của Daiwa nha nè. Tem nội địa. Bắt máy đây. Bắt máy ăn tiền nha. Phôi sắn hai da tới ngọn dòng Bowermet nha, cứng 50 2m7 nè, đây qua Bowermet nè. Đó, thân có chạy xước. Thì cây này nói chung có một cái lỗi là vận chuyển về nó bị gãy ngang đây. Cái này chắc cỡ 7 8 xăng gì đó ha nè. Gãy ngang đây, rồi nó mất luôn cái bu rồi, em lấy một cái bu Fuji khác gắn vô nè. Nói chung cây này 2m7 thì nó còn khoảng 2m62, khoảng 2m62 gì đó. Nghe lỗi giùm em. Phôi lắm, phôi zin của nó nghỉ ngọn nha. Sắn hai da đây, Bowermet cứng 50 2m7 nha. Anh em nào muốn chơi cần xịn mà giá rẻ thì cây này nha nè, 50 2m7 nha. Thì mấy cây này về anh em bế quá, anh em đem ra rê, lua rê vẫn được bình thường hết. Cân nặng 335 g. Nhưng mà nó không phải cần chuyên lua thôi. Ngọn hiện tại của mình là 2 ly 9. Đó, cây này mã số 8 em bán giá 700 nha. Mã số 8 giá 700, còn cây nó là phải chuyên lân C. Tiếp tục lên cho anh em mình có cần tay nha anh em, cây này hàng của Daiwa. Daiwa sóng ít toàn thân nha, carbon whisker nè. Cứng đều 6m3 nha anh em. 3H. 3H cứng đều 6m3 nha, sóng ít toàn thân nè. Thì cây này nói chung có cái lỗi chỗ này. Hồ sóng ít toàn thân nè, cái lỗi là chỗ này nè ha. Lông góc này thấy không? Nó bị nứt nha. Nè anh em có thể thấy nè. Nè vết nứt nè. Đó, cây này anh em về em chịu khó anh em bo chỉ lại. Nè quấn chỉ anh em bo đầu lóng này lại nha. Với em còn một cái lóng nữa. Còn một cái lóng nữa nó bị sượt nha. Nè cái lóng này nè, có một cái vết sượt carbon chỗ này, nhưng mà nó không có dập nha. Thì cái này cũng chịu khó anh bo lại. Nói chung nữa, nếu về anh bo thì anh em bo hết mấy cái lóng này lại luôn, mình chơi cho nó an tâm nha. Phôi là phôi zin của nó, phôi sáng ít toàn thân nè. Nó nói chung nó không mới, không quá mới mà cũng không có cũ nha nè. Nói chung là vẫn còn bóng bẩy và tạm được. Đó, cần mình sẽ nguyên bản toàn bộ hết. Thì có hai cái lỗi là đầu tiên em đã báo với anh em mình rồi. Cây này là ngọn đặc luôn nha anh em. Ngọn đặc, ngọn zin của nó luôn nha. 6m3 nha, cứng đều 3H. Ngọn cây này 0.6 thôi. Cân nặng là 128 g, 6m3. Mã số 9 em bán giá 900 nha. Mã số 9 giá 900. Tiếp tục là cho quý anh em mình cái cần ISO fan nhỏ, cái này hàng AFT nha, cái này hàng nội địa nha anh em. Xoắn 7 chép 2 da nè. 47 đẹp đẽ luôn. Đó, đọt 2 5m4 luôn nha anh em. Đọt số 2 dài 5m4. Toàn bộ là fan Fuji hết. Đây, toàn bộ tất cả đều fan Fuji đẹp hết nha anh em. Cái góc xoắn 2 da, còn mấy cái lóng trong là xoắn gần, xoắn lò xo. Đó, cần mình còn khá là đẹp nha. Có sờn xước lâm tâm đi ti thôi. Đó, tổng thể là cái phôi cần đẹp nha nè. Cần nguyên bản, ngọn zin của nó cùng màu hết. Đọt 2 5m4 nha. Đó,
Cây này cân nặng của mình là 268 g, 268 ngọn của mình là ngọn 1 ly 8 nha. Cây này mã số 10 em bán giá 700 nha anh em. Mã số 10 giá 700. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần hai khúc nha. Cái cây này em nhớ lúc trước có hộ anh ổng tiền rất là lâu, cứ cách phân từng là ổng hỏi em lần, cách từng hỏi em lần. Thì em mới nói giọng anh kiếm cái này nó khó lắm. Cần mà cứng 80 mà khoen cầu biển. Thật sự bây giờ mới có nè. Một cây một. Không biết là ổng còn theo dõi kênh em hay không, không biết còn hay không nữa nha. Thì cũng còn một cây một về đúng cái này đẹp, có bao cần đàng hoàng luôn, rất là mới, cực kỳ mới luôn. Hàng carbon, order version nè. Nè, cái tay cầm còn chưa lột cái màn co nữa nha, bắt máy Fuji, fan Fuji biển chân quỳ nè, cứng 80 2m7 nha. Ổng là ổng thích 2m7 mà cứng 80 fan cầu mới chịu chứ. Thường thường fan cầu này là phải cứng 120 đổ lên, 120, 150, 200, 300, 500 thì nó mới có fan cầu biển này. Mà cái này toàn bộ fan cầu biển hết nè. Thường thường nha đâu. Fan Fuji hết, cần rất đẹp, rất mới luôn. Thì ổng biết là ổng bây giờ ổng còn theo dõi hay không thì không biết nữa. Nhưng mà cái này là hàng China nha anh em. Made in China nha. Đó, sản xuất China xuất Nhật nha. Cứng 80 2m7. Rất đẹp, rất mới nha anh em. Bộ phen ăn tiền, cần cũng ăn tiền, cứng 80 2m7. Cây này nó cũng không có nặng nữa, nó cũng khá là nhẹ thôi không nặng. Nó chỉ có 360g thôi nha anh em. 360g 2m7 nha. Ngọn của mình ngọn 3 ly, có không lẽ không có cây này về vốn cái lốc được cái trời. Ngọn 3 ly chỉ có 360g thôi. Gốc của mình chỉ 22.5 mà. Nó đi cây này quấn cái lốc phen cầu biển này mới vip nè, nó nhìn cái cần hoành tráng luôn. Cây này mã số 11 nha, bán giá 1 triệu nha nè. Cây này chắc đi quấn lốc bông, cầm cái này quấn chắc là nó ngầu lòi luôn. Quấn cái bộ phen biển. Mới chát. Mã số 11 bán giá 1 triệu nha. Tiếp tục lên cho anh em mình cái ISO phen lớn nha, cây này hàng Yamakasu nha nè. Đọt 5 dài 4m7 nha. Đọt to đùng luôn, đọt 5 4m7 nha. Yamakasu này, bắt máy Fuji tem vàng, quên sẵn nha anh em, fan là fan Fuji. À, có cái fan này bị hư rồi nha anh em, cái fan chạy này hư nè, em sẽ thay fan khác sau nha. Anh em nào chốt, em thay luôn đồ bu luôn, cái đồ bu này cũ quá rồi, em sẽ thay đồ bu và thay luôn cái fan hư được cho anh em mình nha. Đây, carbon nè, có dính dơ nha nè, mấy cái chỗ này dính dơ nè. Em thấy không, dính dơ nha, dính dơ chứ không có chạy đâu. Phôi là phôi carbon sắn nè, đặc trưng của dòng Yamakasu nha. Cái phôi mình thì anh em nhìn nó không có mớ nha, anh em, nó có ố nha. Ố xước sờn mà không xấu mà cũng không đẹp nha. Đó, cái này là tình trạng mình như vậy. Có dính dơ một vài chỗ nè, không xấu, không chạy, không ảnh hưởng đến phôi. Thì có hai cái fan em đảm bảo em sẽ thay cho anh em mình một cái bu mới và một cái fan khác đàng hoàng nha. Đó, đọt 5 và 4m7 nha. Anh em kiếm ISO fan lớn, phôi gamma quấn bầu lực thì cây này nha anh em. Đọt 5 4m7. Cân nặng của mình là 452g. 452g, ngọn của mình là ngọn 2 ly 6. Cây này anh em quấn bạc bãi cũng được nó nha anh em. Cây này mã số 12 cho bán giá 1,2 triệu nha. Mã số 12 giá 1,2 triệu. Tiếp tục lên cho anh em mình cần xúc carbon. Cây này hàng hãng của Suzumi nè. Cây này hàng nội địa Nhật nha anh em, hàng Suzumi, còn khá là đẹp. Bắt máy Fuji tem vàng này, cứng 25 3m9 nha. Super sup. Tem vàng nội địa đây, cái tem vàng ngoằn nè. Chuẩn nội địa Nhật 100% nha anh em. Còn khá mới và khá là đẹp, toàn bộ là fan Fuji hết. Fan Fuji không lỗi lầm. Carbon sắn. Có chạy xước nhẹ một vài chỗ nha anh em. Chạy xước nhẹ một vài chỗ đây. Đó. Đây. Nó phôi tổng thể là phôi cũng còn đẹp nha anh em. Phôi khá là đẹp, khá là mới nha. Đó, ngọn zin carbon sắn. 25 3m9 nha anh em. Cân nặng của mình là 337g. 337g, ngọn của mình là cây này ngọn 2 ly 4. Gốc của mình là 22. Cây này mã số 13, em bán giá 700 nha. Mã số 13, 700.000. Tiếp tục lên như quý anh em mình, cái cần hai khúc đây, hai khúc 2m7 nữa nè. Ủa, này được hai cây luôn trời. Cây nào cũng đẹp hết. Cây này hãng hãng Alpha Tech Co, hãng của Nhật nha nè. Hãng của Nhật luôn nè. Order version nè. Cây này cũng đẹp nhức nách luôn. Cũng toàn bộ là fan cầu biển hết, bắt máy Fuji. Alpha Tech Co, Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha nè. Nó cứng 150 2m7 nha.
Rồ Fighter Super Công, chiên quýnh bạo lực, siêu bạo lực nha, toàn bộ khoang biển hết. Cây này cũng khá là đẹp, cũng khá là mới vậy nè. Nó cứng 150, 2m7 nha. Anh em mà không thích 80 thì 150 còn cây này nữa. Đó, hoặc là dứt một cặp luôn nha, em bao ship. Cây này cân nặng của mình là 364g, cũng quá ok luôn, 364g. Ngọn là 3 ly 2, quá ok. Cây này mã số 14 em bán giá 1.300.000 nha anh em. Giá quá mềm, cây nào giá cũng ngon lành hết. 1.300.000 nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em một ISO con nhỏ, cây này hàng của NFT Power Love nè. Đó, NFT Power Love như này. Máy Fuji toàn bộ phân Fuji đọt 1 5m4 nha. Thì cây này anh em hạ tay chắc cỡ 3h rưỡi. 3h rưỡi nếu mà anh em cắt ngọn xuống nữa nó sẽ được cỡ khoảng 4h nha. Đó, NFT Power Love. Thì cây này nó quá thông dụng rồi, em không có giới thiệu nhiều nhưng em có chạy sức nhẹ. Toàn bộ phân Fuji đây. Sản xuất nhẹ nè. Có sản xuất nè, trung tâm đi tư chỗ này. Thì nói chung mấy cây này thì nó mấy cái vết sờn này nè, anh em muốn có chơi bóng anh em tút nhẹ một cái là cần mình đẹp long linh lộng lẫy luôn. Là những cái vết màu nó sẽ mất. Ờ. Cái cây này đặt trẻ ngọn trời. Thì cây này coi như là hư ngọn rồi nha anh em. Cái ngọn của mình nó bị trẻ, nó còn dài lắm. Thì cây này anh em nào mua thì em sẽ kèm một cái ngọn khác cho anh em mình nha. Lưu ý giùm em nha, anh em nào mua em sẽ kèm cái ngọn khác. Kèm cái ngọn khác cho anh em mình. Lưu ý giùm em. 1.54 nha. Cân nặng của mình 190g. Ngọn 1 ly, cây này mã số 15, em bán giá 900 nha anh. Mã số 15 giá 900 nha. Tiếp tục lên cho anh em mình có cần sút. Sút Shimano nha, Shimano Holiday Spin. Cứng 30 3m9 HG, cây này quá đẹp, quá mới luôn. Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha, bắt máy Fuji, toàn bộ fan Fuji hết, hàng Shimano chính hãng nha. Đó, cây này thì khỏi phải bàn cãi rồi, quá đình đám rồi, anh em chơi quá nhiều rồi, trong tầm giá, giá trong tầm tay mà chất lượng thì vượt ngoài mong đợi, toàn bộ là fan Fuji hết. Đây cả con sắn nè. Cả con sắn nha. Cân nặng của mình là 369g. 369g ngọn của mình, cây này ngọn tới 3 ly. Cây này mã số 16 em bán giá 1.300.000 nha anh em. Mã số 16 giá 1.300.000. Tiếp tục lên cho anh em mình cần tay nha anh em, một cái cần tay lóng dài, cây này hãng của Suzumi nè. Đó, một cái cần tay lóng dài nha, hàng Suzumi, tem này tem xuất Nhật nha anh em. Cây này sản xuất tại China xuất Nhật dòng đời mới nha. Cây này dòng đời mới và sắn phôi bông nha anh em. Cái lòng phôi là phôi bông đấy. Ốc sơn ngoài này sơn ánh kim, sơn ánh bạc. Đó 5m4 nha anh em, cứng tầm khoảng 3h bạc hơn tí. Nút đầy đủ hết, có bao cần luôn nha anh em, mà cái bao khác không phải bao zin đâu. Có sần xước nhẹ nha, sần xước nhẹ một vài chỗ thôi. Cần khá đẹp nha anh em, ngọn zin của nó hết nè. 5m4, 3h 3h rưỡi nha. Cân nặng của mình 167g, ngọn 0.8. cây này mã số 17 em bán giá 800 nha anh em. Số 17 giá 800.000. Tiếp tục lên cho quý anh em mình, đây là một cái cần lua mới đứng 2 khúc nha. Một cây hàng hệ nha anh em. Cái cần lua mới đứng 2 khúc hàng hệ nha, cây này hàng của châu Âu. Đó, mới gần như chưa sử dụng. Fan Phuong Fusit Gold. Fusit Gold nha. Cây này hàng châu Âu, bắt máy vàng mã vàng luôn nè, bắt máy gold luôn nè. Đó. Hãng Cherion. Cherion Gold nè. Đi session gì nè, em nói bản xuất châu Âu nha nè, bản gold cần đẹp, đẹp rất đẹp, rất rất mới, xịn rất xịn mà giá thì rất mềm ha. 2 khúc 2m7, toàn bộ phân xích hết. Đó, đẹp quá. Cây này là em vừa chơi vừa sưu tầm cũng được nha em. Đó, thông số chi tiết mình đây. Made in Taiwan nè, cây này sản xuất Taiwan nhưng mà xuất Nhật hãng con Jackson này, hàng chi quá đẹp mà giá quá mắc. Jackson nha, sản xuất Taiwan, xuất châu Âu nè.
9 feet 2 mét 7 nha anh em, nó lưu được từ 10 đến 30 gram luôn nha. Nó tải cá từ 8 đến 20 là bao nha. 10 đến 30 gram, nó cần khá ổn. Tất cả thông số và giá cũng quá ổn luôn. Cân nặng của mình là 210 gram. 210 gram ngọn của mình, cây này ngọn 2 ly 2. Cây này mã số 19, em bán giá 2 triệu 3 nha anh em. Mã số 19 giá 2 triệu 3 và tiếp tục lên anh em mình cần 3 khúc nha, lâu lắm rồi mới có một cây. Bao cần đây qua chính hãng của nó. Đây qua Holden Lock màu đỏ nha anh em, màu đen thì hôm gà em bán mấy cây rồi, cái màu đỏ thì lâu lâu mới được cây nha, kiếm cây mới như thế này thì hơi bị hiếm. Holden Lock sáng ít toàn thân nha anh em, cái dòng mình độ liên nhật 100% rồi anh em khỏi phải suy nghĩ. 53m3 ba khúc khoan xích hết nha, toàn bộ khoan khui xích hết. Đây, toàn thân đẹp quá, đẹp mới quá mới luôn. Thì cây này quá nhiều rồi nha, quá trời nhiều người chơi rồi mà nó quá trời hiếm nữa. Nói chung cũng không hiếm mấy vậy nè, nó cũng hơi khó tìm thôi, mà kiếm cây đẹp cái này thì nó hơi khó. Đó, cứng 50, 3m3 ba khúc nha, có bao cần đeo qua chính hãng của nó luôn. Cân nặng của mình là 342g, 342g. Cây này ngọn của mình là ngọn 2 ly 6. Cây này mã số 20, em bán giá 1 triệu 8 nha nè. Mã số 20 giá 1 triệu 8. Cái cây này nó còn khó kiếm hơn cây đen nữa. Cây đen hôm bữa mà em về được 3-4 cây, 4-5 cây luôn chứ. Cây đỏ thì lâu lâu mới có một cây. 2-3 tháng, 3-4 tháng, nhiều khi nửa năm mới thấy một cây. Rồi tiếp tục lên cho anh em, ISO khăn lớn nha anh em. Ủa ISO khăn nhỏ nha anh em, cây này hàng của Shimano. Shimano, đọt to luôn nè. Anh em kiếm cái đọt to mà giá tầm túi mà hàng xịn thì cây này. Bắt mắt Fuji nha, đọt 3-5m4. Cây này hàng Shimano, hay Power X nè, là phô sáng X nè. Đọt 3-5m4 luôn nha, Made in Korea, sản xuất Kora xuất Nhật nha. Đó thì cây này nếu anh em hạ tay nó có 7H, 6H, 7H á. Toàn bộ là fan Fuji hết. Anh em cũng kiếm cây cần tay quýnh giải, quýnh tốc độ được cây này. 6-7H lấy phôi Nhật thì cây này nha, phôi sáng ít luôn nè. Shimano chính hãng nha. Shimano chính hãng thì nói chung anh em mua một cây cần trung của bây giờ, Đài Loan bây giờ thì nó cây mà nói chung để chơi được bèo cũng phải 2-3 triệu một cây rồi, nó không có rẻ đâu. Đó, nhưng mà phôi không được phôi Nhật đâu. Còn anh em mua cây này giá này 1 triệu bạc. Về anh em hạ tay 200.000, 300.000 gì nữa. Là một phôi cần chính hãng, phôi Nhật quýnh tha hồ mà quýnh ha. Tự tin quýnh giải là cây này ha, đọc 3-5m4. Cân nặng là 268g, ngọn của mình là ngọn 1 ly 8 luôn đó nha. Cây này mã số 21 em bán giá 1 triệu à. Nên bỏ 1 triệu anh em làm 200.000 hạ tay nó là ngồi ngon lành. 200-300 gì đó, muốn đẹp thì 300. Rồi tiếp tục lên nha anh em, cần tay lóng dài nha anh em. Cây này hàng nội địa Nhật nè, hãng của thằng Osahi nè, 9m5 nha anh em. Cây này tầm 5H, 9m5 nha. Khá là mới, khá là đẹp nè. Sần xước lông chuột cũng dơ một vài chỗ thôi. Nắp đâu đầy đủ hết. Một cái cần tay 9m5. Đây phôi mình đây, anh em thấy không? Rất là mượt, rất là bóng nha, mặc dù là nó có chạy xước. Nhưng mà nhỏ lắm, mờ lắm. Cái nước phôi mình nó mới, nó sáng trưng à. Đó, 9m5 nha. Ngọn to đùng luôn nè. 9m5 ngọn to nha anh em, đầu xúc Buse 360 luôn. Ừ. 9m5 nha. Rồi, cây này cân nặng của mình. Nó cân nặng là 410g. 410g, ngọn của mình là ngọn 2 ly 8 luôn. Cây này quá to luôn mà nó lại không cứng, nó chỉ 5H thôi nha anh em. 9m5. Nói chung cây này anh em quýnh cách trắm đen được nè. Cái phôi nó đầm. Mà ngọn to, cân nặng là tới 410g lận. Đó, cái gốc của mình thì nó gốc của mình 25. Đó, cây này anh em săn chấm đen được. Không có quýnh lục nha, quýnh đài săn chấm đen thôi nha. Anh em đừng lấy cây này anh em cắn lưỡi lục, anh em tán giùm em cái em lại anh em nha. Mới gãy anh em đừng bỏ sau xuôi. Cây này mã số 22 hay bán giá 1 triệu 6 nha. Nhiều ông lấy cần tay về gắn lưỡi lục vô đè tán. Em cũng lại luôn, quýnh kiểu gì quýnh cửa phá cần chứ quýnh kiểu gì ngon. Đó, tiếp tục lên cho nên mình sub leader khoang trắng nha, cây này đẹp quá trời nè. Giá thì em bao thị trường mình luôn. Sub leader khoang trắng em còn một cây một, bữa trước về cặp bán cây rồi còn cây một. 405 CX nha, CX cứng 30, 4m5 nha nè, mặt Indo. Thì này, cây này anh em cứ tham khảo đi. Cái giá thị trường tất cả những nơi bán không dưới 6 triệu. Hố lộn, không dưới 4 triệu nha. Sorry nè,
không dưới 4 triệu nha. Thì em bán cái giá này thì anh em không mua nữa thì nắp chụp xịn đàng hoàng nha anh em. Xem một xích chân trắng. Thì cây này nó có một cái lỗi nhỏ chỗ này. Đây, nó bị mẻ chỗ cái khoen nè. Nên nó mẻ nhựa nè anh em. Thấy không? Đó, thì nói chung thì anh em vẫn câu bình thường đó, nó không ảnh hưởng gì mấy. Đó, toàn bộ phen xích trắng hết. Rồi đây. Còn sang ít toàn thân sub leader nha. Sub leader phen trắng nó khác với sub leader thường nha anh em. Nó khác nhiều lắm, cả về giá cả luôn nha. Đây. CX nha. Đó, quá ngon. Cân nặng của mình là 386 g. 386, ngọn của mình là ngọn 2 ly 9. Cây này mã số 23, em bán giá 3,5 triệu vậy nè. Em bán thấp hơn người ta rất là nhiều. Anh em không mua là không có cơ hội đâu, người khác họ mua là hết đấy. 3,5 triệu, xuất biết đầu phim trắng. Tiếp tục lên cho anh em mình cứ cần đây, hay cần 3 khúc, 2 ngọn nha, có bao cần thì đủ hết. Cần thì mới chắc, mới tin tưởng. Hàng Olympic nội địa Nhật nè, toàn bộ là phen Fuji hết. Các máy Fuji, phen Fuji hết nha nè. Đây, một ngọn cứng 50, một ngọn cứng 80 nha, 2m7, 3 khúc, 2 ngọn, mới chát luôn, hàng Olympic nội địa Nhật nha, tem nội địa đây. Đó, như mà sản xuất Korea nha nè. Thì anh em nội địa thì nó có hai cách, một là sản xuất tại Nhật và lưu hành thị trường Nhật luôn. Còn cái thứ hai nội địa đó là sản xuất tại một cái nước khác, nhưng mà nó chỉ lưu hành thị trường Nhật là cái tem này. Ha, lưu ý giùm em. Đó, cái này rất đẹp nha anh em, hai ngọn luôn, coi như anh em mua một được hai nha. Mà anh em đi câu cũng rất là gọn nữa, nó không có dài ngoằng, cũng tiện nữa ha. Và cây này cũng khá là nhẹ, cứng 50, về câu hai thể loại, đa thể loại luôn. 2m7 nha, cân nặng của mình thì chỉ có 305 g thôi, lưu ý nha. 305 g là tổng thể của hai ngọn luôn á, chứ không phải một ngọn đâu. Và hiện tại của nó một ngọn là 2 ly 1, và một ngọn là 1 ly 8. Đó, cây này mã số 24 nha, em bán giá 800 ngàn nha nè. Mã số 24, 800 ngàn. Rồi, tiếp theo lên quý anh em mình. Cây Ola Plus nè, NFT Ola Plus nha, mới chân. NFT Ola Plus là vào kim cương đó. Anh em nào cái này ISO phen nhỏ, anh em nào còn thiếu cây này trong bộ sưu tập thì lụm lẹ, em bán giá cũng dễ chơi dễ mua nha. Đột một dài 6m3, NFT Ola Plus nha. Đó, đây mình nè, cái mặt plus kim cương nha. Thôi nè, mới chân nè, mới chân tôm nè, nắp chụp xịn luôn nha, nắp chụp đời mới luôn. Phen là phen Fuxix nha anh em, phen Fuxix. Thì cây này anh em lưu ý giùm em, cái phen không đồng bộ nha. Đó, có đầu bu phu xám nha nè. Đầu bu này là bu phu xám, còn tất cả lại là phen phu xích hết. Đó, cái cây này chỉ trừ là bộ phen nó không đồng bộ rồi, như vậy. Còn phô thì em cho 9 điểm. Phô zin toàn bộ hết mới chát. Thì anh em có ý định hạ tay cũng được. Hạ tay mà cây diamond này thì quá vip. Nè, hai da tới lóng này luôn nha nè. Nè, sống tới lóng này luôn nha, ngọn cũng vậy luôn nha nè. Đó, nói chung là phôi zin hết, chỉ có bộ phen mình điểm trừ bộ phen thôi nha. Đó, còn lại là tất cả là em cho 9 điểm. Ok này, 6m3 nha, anh em nào thiếu cái này bộ sưu tập thì lụm. Bộ sưu tập NFT đó. Cân nặng của mình là 297 g. Cây này ngọn của mình là ngọn 0.7. Cây này mã số 25, em bán giá 2 triệu nha. Giá 2 triệu anh em có thể mình dễ mua, dễ chơi và dễ sưu tầm, dễ đưa vào bộ sưu tập nha. 2 triệu. Tiếp theo cho anh em mình cái súp 3 khúc 4 khúc nha. 4 khúc 4m54 nè. Cũng 30 nha. Đó, quý anh em chú bác nào muốn bạc bãi đây, cái này ngon lành. Bạc bãi mà cây pho cần nhẹ nữa nè, 4m5 nè. 4 khúc nó gọn, nó dễ di chuyển mà nó dài. 4 khúc cứng 30 nè, cứng CX nha, phiên bản special nè. Bower special đặc biệt nha. Chỗ này thì nó bị chạy xước bên ngoài tí chỗ này. Nha, còn lại là đẹp 47 nè. Toàn bộ là fan Fuji hết. Cái này bao phen gặp luôn nè. Đó, toàn bộ con dê cần này đẹp lắm nha em. Đẹp và mới chát à. 30, 4m54 nha.
Không có gì hết, cây này khá là đẹp nha nè, lâu lâu mới có ăn cây, bánh nhẹ tinh nè. 380g nha nè, rất là nhẹ nha. 380g cây này ngọn 2 ly rưỡi. Ngọn 2 ly rưỡi nha, cây này mã số 26 và giá rất ok, 2,6 triệu. Mã số 26 bán 2,6 triệu nha nè, anh em mình mua lẻ tay nha. 2,6 triệu. Quá ngon. Cây đây em thầy nghĩ là giá và chất lượng cây nó quá ok. Rồi cây cuối cùng trong video hôm nay gửi đến em mình một cái cần đai qua Honda Lock nha nè. Đai qua Honda Lock phen Fuji biển toàn bộ hết nè. Sóng hai da toàn thân bắt máy Fuji. Cứng 122m4 nha, dòng Super. Khá đẹp. Chạy sức nhẹ, tổng thể là đẹp nha. Đai qua Honda Lock 122m4 nha. Rồi, cân nặng của mình 407g. 407g ngọn 123, ngọn 3 ly rưỡi nha nè. Cây này mã số 27 em bán giá 1,5 triệu nha. Mã số 27 giá 1,5 triệu là tất cả những món hàng hôm nay. Quý anh em chú bác nào chốt đơn thì vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha. 192035 em tin nghiệp đó. Rồi, em xin chào tất cả quý anh em nè, chúc toàn thể quý chú bác mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều may mắn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Xin chào.